Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục là giới thiệu cái bộ sưu tập bật lửa của mình nha các bạn. Đây là phần 2 nha. Hôm nay là cũng mấy tuần rồi mình sưu tập được thêm một mớ nữa, nên hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Phần trước các bạn có nhiều bạn nói là mình quảng cáo. Thực ra là mình thích sưu tập mấy cái này mấy bạn. Mình mua online về mình để cả đống ở nhà mình vậy. Lâu lâu mình sưu tập được nhiều là mình sẽ cho các bạn xem, chứ mình đâu quảng cáo gì đâu. Nói chung là các bạn nào muốn mua mấy cái sản phẩm này thì cứ lên mấy trang bán hàng online, bấm bật lửa là ra. Mình đâu cần nhất thiết phải quảng cáo đó các bạn. Rất là nhiều Lazada, Shopee hay sàn đỏ gì cũng đều có hết á. Ok, mình sẽ review đầu tiên sẽ là cái xe nha. Đây, một chiếc xe rất là đẹp. Mình nghĩ đây là một chiếc Vespa mà loại cổ các bạn. Mua đây giờ nó cho mình nguyên cái hộp như vậy nè, có một cái đế để như vậy luôn nè. Đó, có hộp cắm cổ, có xe có thể lắc qua lắc lại nè, thắng thì không bóp được. Còn muốn nó lên lửa thì mình sẽ kéo cái y ra đằng sau nha các bạn, y như đổ xăng vậy á. Rớt cái đồng hồ luôn rồi, rớt cái kim số đồng hồ luôn các bạn. Chắc phải chút nữa hay mua keo dán sắt dán lại quá. Tất cả cái nào cũng nguyên khối, có cái cục này tự nhiên nằm riêng ra, mỗi lần kéo đổ xăng là phải rớt cái đồng hồ xuống đó. Đáng lầu vậy chứ. Đó, mỗi lần dở cái nắp xăng ra là sẽ lên lửa nha. Chắc phải đánh giá cho cái shop này 4 sao quá. Chơi gì mới gì bật lửa lên rớt cái đồng hồ sao kim xăng xuống. Ok, rồi tiếp theo sẽ là một quả lựu đạn. Lựu đạn này mình không biết, là mình nghi chắc là lựu đạn choáng đó mấy bạn. Không biết choáng hay khói nữa. Nó để là M84. Hay mình nghĩ đây là quả choáng mấy bạn. Không biết phải quả khói không nữa, nhưng mà mình nghĩ đây là quả choáng. Nhìn rất là thật luôn các bạn, rất là đẹp luôn nè. Rất dữ. Cái chốt này là coi tháo ra luôn mấy bạn. Ở đây thì có một cái móc khóa. Cái chốt này mình chỉ cần bẻ cái cây sắt này hẳn ra là mình có thể tháo cái chốt ra được luôn á. Đây, bật lửa nè. Rồi, tiếp theo sẽ là một quả lựu đạn nổ nha. Quả lựu đạn nổ này thì cũng như cái quả choáng nó đó luôn, cũng có thể tháo chốt ra luôn, ghi hẳn cây rồi ra. Cũng rất là đẹp. Cũng có một cái móc treo luôn. Cái quả này thì mình mua về nó bị lỗi hay sao mấy bạn, nó cứ bấm là nó sẽ xì ra như vậy nè. Nghe tiếng nó xì ra không mà không thấy nó lên lửa. Nó bị hư cái bộ đánh lửa hay sao á. nó cứ xì ra như vậy mấy bạn mà nó không lên lửa. Mình có lấy một thằng khác mình mồi lên thì nó ra lửa ngắt ngay luôn. Đây, này hút thuốc này hay là đốt đầu không biết nữa. Đắng lầu mày chưa. Chắc thì mình nghĩ với quay đánh giá 4 sao cho cái shop này quá. Cứ xì lửa lên vậy. Mồi lên. Nám tay luôn. Quay. Ok. Nói chung là cái bộ đánh lửa này như bị lỗi rồi. Chỉ ga ga thôi à. Còn đây là cái bình nó tặng kèm nha, một cái bình ga. Rồi, tiếp theo sẽ là một quả lựu đạn bé tí luôn, lựu đạn nổ luôn nhưng mà bé tí rồi. Lựu đạn này thì mình phải chẹt lửa nha. Đây, trước tiên là mình sẽ dỡ cái nắp này lên, sau đó chẹt nó sẽ ra lửa. Đóng lại, nó không có hạt lắm nhưng mà cũng rất là đẹp các bạn, dạng như là bằng nhôm rồi vậy. Rồi, tiếp theo sẽ là một cái bình ga hút thuốc mà móc cái bình ga ra là hơi bị chắc các bạn. Đây, phò lửa luôn nè. Đây, lên lửa, bị gió thổi. Nhìn rất là giống mình ra hạt luôn. Ở đây để cắm lửa hay gì nữa nè. Nói chung là ra một cái móc khóa luôn các bạn, đem theo rất là ok. Rồi, tiếp theo sẽ là một cái máy mài. Một cái máy mài sắt các bạn, máy cắt rồi hả. Nhìn cũng rất là giống nè. Kéo cái cần này nó sẽ ra lửa nha. Tự nhiên gió dữ quá. Đó, rất là đẹp.
Rồi tiếp theo sẽ là một cái rìu. Đầu này cũng nhìn cũng rất là chắc, chặt rồi được luôn á. Đó, bấm thì con ga lửa luôn. Ok, tiếp theo sẽ là một cái búa, một cái búa nhổ đinh nha, vừa đóng đinh mà vừa nhổ đinh luôn. Bấm đầu này thì ra lửa. Rồi món này chính là một cái bồn cầu, móc khóa hình cái bồn cầu, nó màu vàng nguyên khối luôn, cũng rất là đẹp luôn các bạn. Nắp này là có thể ngồi vô được luôn á, dở lên nè à. Đó thì người tí hon ngồi vô, trong đây có thể để đồ được luôn á. Mình nghĩ là đây chỉ để xịt thôi chứ không có để gì được đâu. Đóng lại, nếu bạn muốn bật lửa nó thì bạn sẽ dở cái nắp bồn cầu lên sau đó chặt lửa. Đây có một cái đồ chặt nè, đó đóng lại tắt lửa. À, nói chung là rất là chắc các bạn, mấy bạn có thể vừa đi cầu và vừa chặt lửa đốt đầu mình luôn nè. Nói chung là thiêu rụi mấy cái chứng cứ á. Ok, rất là chắc. Rồi món kế tiếp sẽ là một con dao bấm kim bật lửa luôn nha, hình một con rồng. Mình có thể bóp đầu con rồng này là nó sẽ ra lửa nè, cháy cái đèn này và ra lửa nha. Lửa nằm bên hông nè mấy bạn, trời nóng quá. Lửa ra chỗ này nè, không biết có quay được hay không nữa mà lửa rất là nóng luôn. Cứ bấm nút này nó sẽ ra cái màu đỏ, ra đèn màu đỏ nè. Còn bấm cái nút ở dưới đây là sẽ ra con dao. Đó, dao cũng hơi bị cuộn miếng. Đây ra lửa hay không. Nói chung là một cái bật lửa kim với lại một con dao gọt trái cây cũng rất là tiện lợi. Rồi tiếp theo sẽ là một cái bật lửa mà nó cho mình một cái hộp rất là đẹp luôn các bạn. Bên trong cái hộp nó sẽ cho mình một cái con quay. Nói chung là mua bật lửa mà cho cái hộp luôn là nhìn mình rất là thích. Đây có một cái con quay. Một con quay kim bật lửa luôn nha, có đèn luôn các bạn. Đây đèn quay rồi nó sẽ ra đèn như vậy nè. Nói chung là cũng rất là ok. Con quay này là không biết bằng cái gì mà nó rất là cứng luôn, nó rất là nặng nữa các bạn, quay rất là đầm, rất là nặng. Mình sẽ bật lửa nha. Đây ở đây nó có ký hiệu là hình một cái màu đỏ đỏ là lửa nè, chứ là chỗ này sẽ bật lửa. Mình sẽ lấy tay mình kéo qua vậy đó các bạn. Nắm này kéo qua là dưới đây nó sẽ ra lửa đỏ nè. Cứ kéo qua là nó sẽ có màu đỏ dưới đây. Để mình lấy đồ mình đốt cho các bạn xem thử nha. Đây mình sẽ gạt cái này qua, nó sẽ đỏ lên, mình sẽ bỏ gì đó vô đốt lên. Đỏ cháy liền thấy không. Nói chung là đây là một cái bật lửa loại xài pin các bạn, điện tử các bạn. Cứ mình gạt qua là chỗ này nó sẽ nóng lên, rồi đút liếu hút vào là sẽ màu rồi thôi. Và còn có thể giải trí được nữa, quay được nữa. Khi lúc nào mà không có hút cảnh gõ thì mình sẽ đem ra quay tay nha. Nói chung là giải trí rất là tốt và đẹp nữa. Rồi tiếp theo sẽ là một cái đồ long đao, thiết kế dạng như giống như bằng đồng hết vậy các bạn. Cái này thì mua chơi thôi, bật ra thì nó ra lửa, lửa phò mình không nhìn thấy được nhưng mà rất là nóng luôn các bạn. Còn đây là một chiếc xe. Cái bật lửa chiếc xe này thì hơi ngớ ngẩn mấy các bạn, mỗi lần mình muốn bật lửa là mình phải dở cái bánh nó lên nè, đó sau đó bóp thì nó mới ra lửa. Lửa cũng rất là nóng, lửa nó không nhìn thấy được các bạn, khó thấy quá. Mình sẽ mồi lửa cho bạn xem nha. Đây cháy nè ha, nói chung là lửa nó khá nhỏ, nó không nhìn thấy nhưng thực ra là cũng rất là nóng. Đóng bánh xe lại, phò cái trái bánh xe được quá.
Bây giờ mỗi lần muốn xài là mình sẽ dỡ cái bánh xe ra như vậy nè, mình sẽ đâu bóp, chứ để bánh xe không mà bóp luôn là đi luôn bánh xe luôn các bạn. Bánh xe một mũ nha, một chiếc xe, một tô. Mấy cái súng nhỏ này thì thiết kế nó vẫn như nhau, cứ bóp như vậy là ra lửa, lửa ra đầu nữa các bạn. Đây, cứ bóp như vậy cháy lửa đó, cứ bóp cái đầu nó là ra lửa. Một cái súng hồi xưa. Còn cái súng màu vàng này thì cũng như vậy luôn, cứ bóp cái cạnh trên đây là nó sẽ bắn lửa ra ngay cái đầu, cháy luôn quá dữ. Cái lửa này rất là khó nhìn thấy các bạn, mình để nó màn đen không biết có thấy được hay không nữa, nhưng mà rất là nóng luôn á. Rồi cây bu lô này cũng như vậy luôn, mình bấm nút ở đây nó sẽ cháy lửa ngay đầu, cháy. Nói chung là mấy cái lửa khò này thì khó là khó nhìn thấy nhưng mà rất là nóng luôn các bạn. Rồi đây là cây súng cuối cùng, cái bật lửa cây súng cuối cùng rất là đẹp luôn các bạn. Mình rất thích cái cây này. Chúng ta sẽ có một cái móc khóa như vậy nè, bên hông sẽ có một cái đồ đeo vào cái dây nịt hoặc là đeo vào cái dây lưng quần của mình á đó. Nói chung là mình móc vô dây lưng quần như vậy nè, đeo vô xúc hạt cho các bạn. Muốn không bắt thì mình sẽ móc lại vô cái dây lưng quần mình thêm cái nữa là sẽ không có gớt. Mỗi lần muốn sử dụng mình chỉ cần gỡ cái này ra vậy nè, đó, gỡ ra, sau đó rút cái súng ra. Nó là một cái đồ dắt súng các bạn, đó, rút cái súng ra. Tỷ lệ mình ghi chắc thằng này là cũng gần 1:1 luôn á, rất là lớn. Cứ bấm cái này là nó sẽ bắn ra lửa, lửa đằng đây nha. Mồi thử cho các bạn xem luôn, cháy nguyên cuộn giấy rồi chắc chết. Nói chung là mình bóp cò dưới đây là nó sẽ ra lửa, hoặc là bấm trên đây cũng ra lửa nữa nè. Đó, bóp ở đây hoặc là bấm trên đây gì đều ra lửa hết. Còn mỗi lần mình bóp là cái nòng này nó cái băng đạn này nó quay luôn các bạn. Đó, nó quay thấy không? Nói chung là nhìn cũng rất là thật. Một cái bật lửa hình cây súng rất là chắc luôn á. Mình đi đâu mình chỉ cần dắt cái cây súng này vô trong đây nè, đeo qua lưng quần. Mỗi lần nào mà nó xin lửa là mình chỉ cần lấy ra chỉ vô mặt nó, chỉ vô mỏ nó, chứ nó cầm ngậm để uống từ mỏ đó mà, mình sẽ chỉ vào mỏ nó và bắn ra lửa. Nói chung bật lửa này khá là chắc luôn, mình rất là thích cái bật lửa này luôn các bạn. Và đây cũng là cái bật lửa cuối cùng mình muốn giới thiệu với bạn nha, rất là đẹp. Vậy mình kết thúc video tới đây. Không biết các bạn thích cái tông đá bật lửa này, các bạn thích món nào nhất, các bạn comment để mình biết nha. Theo mình là mình thích nhất là cây súng này với lại hai tấm lưu đạn này nè, nhìn rất là chắc luôn các bạn, chắc chơi người chơi luôn. Các bạn xem hết video này, nếu hay thì like và chia sẻ giúp mình. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Những bật lửa thì khá là dễ mua, các bạn cứ lên mấy trang bán hàng online gõ bật lửa là ra các bạn rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng sưu tập thêm những cái bật lửa chắc hơn và giới thiệu cho các bạn ở phần 3 nha. Ok, tạm biệt.